Xin chào các bác, hôm nay em sẽ tiếp tục hướng dẫn các bác tỉa hoa văn trên táo. Và về nguyên liệu thì cách chọn thì em đã hướng dẫn các bác từ vài hôm trước. Chọn các quả nó tròn đều trên bề mặt và nó không bị thối. Các bác nhớ là chọn táo tươi nhé. Dụng cụ thì chúng ta cần muốn táo tỉa nâng cao. Đầu tiên thì trước khi tỉa thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ tỉa cái gì trên quả táo. Có thể là một mẫu hoa văn hoặc một cái mẫu họa tiết nào các bác thích. Chúng ta phải tìm trên mạng. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu sáng tạo ra cái, cũng có thể là sáng tạo ra cái mẫu của riêng mình. Rồi, bây giờ em sẽ tự sáng tạo ra riêng cái mẫu của em. Đầu tiên chúng ta có thể là bác qua bốn đường. Đó. Bốn đường này. Các hoa văn họa tiết thì chúng ta không cần phải theo một khuôn mẫu nhất định nào cả. Mình sáng tạo ra mẫu nào cũng được. Với mẫu này em sẽ chia ra 4 đường cân đối. Khi chúng ta chia đều ra 4 góc. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tỉa họa tiết xung quanh. Tiếp theo ra sẽ lách dao. Các bác lưu ý là khi mình lách dao, mình lấy mỗi cái đỉnh răng cưa này, lấy một chút cái vỏ màu đỏ để cái họa tiết của mình sẽ nổi bật hơn. Ra sẽ dọn. Chi tiết đầu tiên.
Tiếp theo chúng ta sẽ lách dao thêm tầng cánh thứ hai.
kín quả táo. Các bác chỉ cần tỉa chi tiết đến 1/3 quả táo là ok rồi, chúng ta đã kín. Vậy là xong một mẫu hoa ban cơ bản nữa trên táo. Chúc các bác thành công.